Còn ngày hôm qua, theo giờ địa phương, thì tòa đại hình Evry, ngoại ô Paris đã bác bỏ vụ kiện lịch sử của bà Trần Tố Nga, một công dân Pháp gốc Việt, chống lại 26 công ty hóa chất vì đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Trong thông báo của mình, tòa án thành phố Evry cho biết là các lập luận từ phía các công ty hóa chất đa quốc gia là đủ vững vàng để được hưởng quyền miễn truy tố. Tòa này cũng đã đưa ra phán quyết cho rằng các công ty hóa chất nói trên đã hành động dựa trên mệnh lệnh của chính phủ Mỹ để hoàn tất một hoạt động chủ quyền. Vụ kiện của bà Trần Tố Nga đã trải qua hơn 10 năm gian khổ. Từ năm 2009 đến năm 2013, bà chuẩn bị các giấy tờ và tài liệu chứng minh mình thực sự là một nạn nhân da cam để có thể khởi kiện theo luật pháp ở Pháp. Vào tháng 5 năm 2013, tòa đại hình Evry chấp thuận đơn kiện của bà. Tháng 4 năm 2014, tòa mở phiên thủ tục đầu tiên. Từ đó đến nay, tòa trải qua 18 phiên và một phiên điều trần vào ngày 25 tháng 1 năm nay với sự có mặt của 14 công ty. Tôi nghĩ rằng cái phán quyết của tòa này không có tính thuyết phục, bởi vì các cái công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất khoảng 80 triệu tấn lít độc da cam để cung cấp cho quân đội Mỹ giải xuống miền Nam Việt Nam, đã gây nên một cái hậu quả rất là nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe con người. Chúng tôi rất ủng hộ cái quan điểm của bà Trần Tố Nga tiếp tục cái vụ kiện này lên cái tòa án của Pháp.